Cô chào Quang Nhật nha. Cô và con sẽ nghe lại video bài đọc ngày mai của con nha. Nhật âm ear, near, here, year, beard, kill, weird. Cô thấy con đọc các từ chưa được rõ lắm ngay từ đầu tiên. Cô chưa hiểu là con đang đọc từ nào. Evening teacher, my name is Nhật âm ear, here, near. Here. Nào, mình chú ý từ đầu tiên này. Ear, ear. Từ thứ hai, here, here. Từ thứ ba, near, near. Rõ nhá? Year, beard, kill, weird, year, career, angel, liver. Mình đọc chậm thôi và mình đừng đừng đọc nhanh như thế, tại vì cô nghe cô không nghe rõ là con đang đọc từ nào mà đọc rất là nhanh. Mình không đọc nhanh như vậy nha, mình đọc chậm thôi. Nào, từ đầu tiên này theo từng hàng một nhá. Ear, từ thứ hai here, từ thứ ba near, thứ ba here, year, beard, clear, weary, dear, career, engineer, engineer, cheer, cheer, và beer, beer. Mình đọc chậm thôi nhá. Tour, secure, tour, tour, secure. Fear. Now. Year. Now, cái từ đầu tiên của hàng thứ hai mình sẽ đọc là curious. Curious. Từ thứ hai, furious. Furious. Từ thứ ba là duro. Duro. Boom. Từ này mình sẽ đọc là plural, plural, plural. Now, tiếp từ cuối cùng hàng thứ hai. Ensure, ensure. Now, mình đọc rõ từ nhá. Tiếp. Từ đầu tiên của hàng thứ ba này. Mature, mature, pure, pure, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, và sure, sure, cure, cure, yeah, up. Nào, từ đầu tiên, air, air. Here. Now, upstairs, upstairs. There. Shirt, shirt. Peppy. Prayer. Sugar. Jack. Cat. Nào con chú ý cái từ này con đọc không đọc xong chính xác, con cứ đọc thôi. Mình cần chú ý nhá. Peppy. Nào. Shirt. Shirt. Peppy. Bear. Yeah. Đây, upstairs. Here. Từ này sẽ không đọc là here, từ này sẽ là hair. There. Nào, từ này là pair. Pair, âm p nhé con nhé. Shirt.
Nào, từ này sẽ là chair, chair. Sơn. Fair, Bé. fair. Peppy. Nào, cái từ tiếp theo, prepare, prepare. Prayer. Bear, Sugar. Jack. swear, dare, Tech. care. Sure. Nào, cái này sẽ đọc là share, share. No word. Nào, nowhere, nowhere. Mình đọc cần chuẩn từ nữa nhá. Trong bài hôm nay của Nhật, thứ nhất là có hai, cô thấy có hai vấn đề ở bà con trong bài của con này. Thứ nhất là con đọc rất nhanh, và khi con đọc rất nhanh thì các âm của con nó không chắc. Và thứ hai là các từ của con đọc chưa chuẩn, và mình cần phải xem lại nhá. Lần sau mình làm chậm rãi từng âm một thôi, từng từ một thôi, chắc từng âm một để mình nhuần nhuyễn hơn nhá. Đó là một vài góp ý của cô cho bài của con Nhật ngày hôm nay nhá. Nhật sẽ chỉnh lại và hoàn thiện lại bài vào ngày mai nhá. Rồi, cô chào con nha.